Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Rise of the Tomb Raider. Và lần trước là mình mém đi, mình chết đuối rồi. Và được thằng kia nó cứu sống. Nhưng mà bây giờ nó lại bỏ đi nữa. Nó bảo là nó phải đi cứu giúp dân làng của nó, New Base Camp. Và hiện tại để mình coi cái này cái Base Camp mới của mình. Và có lẽ là mình có skill mới nên mình chưa có nâng cấp. Để coi. Và cũng như tôi tập trước mình cũng đã nói là nếu các bạn nào thấy cái skill này hợp lý và các bạn nếu mà mình cần nâng cấp thì các bạn hãy nói cho mình biết trong phần comment phía dưới là mình nên nâng cấp cái gì, là mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu và mình nâng cấp theo. Hiện tại thì để coi Hunter Gen này, không, cái này mình cũng rõ hết rồi. Roller Tick Skin này của anh có unlock rồi. Iron Hide Less Damage from Hoa, không, cái này không cần. Hiện tại thì mình cũng có một cái gì đó là mình nâng cấp hết, hình như gần 4 cái để mình có thể mở được cái attire thứ hai là cái này đây, Hunter. Mình coi nếu mà mình nâng cấp nữa thì hình như mình sẽ mở được một cái đống nữa. Two more skill in any category to unlock the skill attire in any category. 2 skill nữa trong tất cả các skill chúng ta mới có thể được mở được cái attire thứ hai này. À, cái này cho skill chung chứ mà là kiểu như là mà trong nguyên một cái dãy đó, mình cứ tưởng là một dãy đó hay gì đó. Hình như có nâng cấp được nè, Climbing X. Slide further, xa hơn. Giữa cái khe hở chúng ta có thể xa hơn nhiều. Kiểu như là khi bạn mà nhảy từ chỗ này sang bên kia nó sẽ xa hơn, bám xa hơn. Ok, mình nâng cấp luôn vậy. Có gọn không? Ôi, hình như 5 bộ đồ nè. Nhiều bộ đồ lắm nhưng mà mình đi lấy đồ để mình craft các kiểu nữa. Hiện tại thì mình cũng không có gì nâng cấp nhiều. Mà tạm thời là như vậy có cũng ok. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng tập trung vào cốt truyện hơn là so với tìm hiểu hết. Tại vì... con nên xuống ta. À đây, có đồ nhảy xuống chứ mém mình nhảy xuống rồi. Mà mấy em nữa nhảy xuống như đúng rồi. Hèn chi thấy không có giờ nhảy xuống mình cũng thấy lạ lạ ngờ ngờ. Don't shoot. I'm with Jacob. Chúng ta có đồ không? Đây đồ cái nhẹ coi. À cái này đọc, cái này nó cho kinh nghiệm nè. Này thì không biết phá được không nữa. Lockpick nằm đâu ta? Lockpick. Đây có cái hộp ở ngoài, để mình lấy cái hộp ở ngoài ra. Yo. Gì đây? Oh god, are you alright? Sao chết rồi? Cái này mình không loot được không ta? Không loot được, thôi bỏ đi. Người ta chết mà cũng loot nữa thì cũng hơi kỳ. Optional challenge tomb nearby. Thì mình nghĩ là mình nên đi nhiệm vụ chính thôi. Và có nhiều bạn là bảo sao mình không đi mấy nhiệm vụ phụ, tại vì mình chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính thôi, tại vì mình chỉ quay cốt truyện mà. Còn cái này thì thật sự là mình không có rành nhiều, cho nên mình cũng chỉ chơi, có nhiều các bạn góp ý mình nghe theo và mình tìm hiểu thêm thôi, chứ cũng không phải là chuyên nghiệp quá vậy lắm. Nói chung mình sẽ cố gắng hoàn thành game sớm nhất có thể và đỡ hơn hết là nó cũng không đến nỗi nào. Hình như chúng ta tới rồi coi. Má chết rồi, con không tha nữa. Nói gì đây?
Nó tưởng ông nào ghê vậy. Xác không lấy được luôn. Rob bu. Rồi rồi rồi, cây nè. Nhưng tôi phải kéo này ra. Ủa, công nhận nhỏ này sức nó châu bò thì chứ rồi. Sức kéo nguyên cái chỗ này luôn, ghê thật. Lara, are you okay? Yes. Sao nó biết mình ở đây vậy? I'm making my way to the mine entrance at the top of the facility. Can you meet me there? Mà lần tốt đằng kia luôn sao? Để mình đi tìm đường rồi đó. Đó, đó, đây, 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 đây. Có lẽ mình đi đúng đường rồi nha. Cái nhiều chỗ là nhiều lần mình chỉ mới đi lần đầu thôi, mình cũng không rành cho lắm. Ôi, 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 ôi. Ồ, cái chỗ này nó nguy hiểm thế đéo nào á. Không phải ông ta, ủa sao cái chỗ này lên được ta. À, hình như cái chỗ này là mình phải kéo cái miếng này ra. Hình như là vậy. Ôi, đau 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 quá, đau quá. Cái này mới thốn đó. Để mình leo lên lại coi. Chỗ đâu rồi? Chắc leo lên đây được mà. Tại vì nó có cái dây thừng rồi, đúng rồi. Phải kéo nó ra chúng ta mới thể vô được. Nó game này nhiều lúc nó cũng đánh đố luôn đó. Sao lên được ta? À đây, có cái này. Mà chúng ta phải tìm hiểu nữa. Nhiều lúc chúng ta không hề biết gì hết. Đi như đúng rồi. Đó, quá đẹp. Để lấy đồ cái đã. They were animals. Khu này khu gì nhỉ? We're gearing up. Rồi, rồi đi lên coi coi. Do we have a map facility? Ê, có địch, mình cũng không rõ tại sao trên đây lại có địch nha. Horn Army. Đồ Molotov. Ê, trời, cái này chết hết luôn nè. Ê, tụi nó phát hiện, rồi. Trời, cái gia vui. Ôi, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Mấy được rồi, cái achievement luôn nè. Fire starter. Mấy cái kiểu như châm ngòi. Châm lửa. Đó, chúng ta loot đồ kiểu không, mình thấy cái loot đồ bên đây nhanh hơn nhiều. Không như là bên Assassin má loot đồ lâu vài lần. Loot các bạn phải nhìn một hồi các bạn mới loot được. Hơi mệt, mà thôi cũng kệ. Mình đừng nói là thằng này vừa mới chạy tới đây mà nó cũng đã bị đi bắt lên thêm lần nữa nha. Flammable Barrier. À, cái chỗ này giống cái chỗ hôm bữa mình đi á. Là nó cháy được. Mình chọn phát là nó cháy luôn. Để bỏ vô cái đã. Mình tưởng ở cái chợ game này khốn mà cái này các bạn không có cái đồ. Không có cái khăn giấy rồi làm sao các bạn có thể mở được cái đó được ta. Chẳng lẽ dừng game như thế đây. Đi đi tới đó. Má nãy đúng mất má đúng nhảm định luôn. Đâu rồi. Kì đi. Má sao toàn người chết không vậy? Có gì đây không? Ê, nó được kinh nghiệm ở trong đó, cái tự nhiên chứa kinh nghiệm nữa chứ. Lạ nha. Đù. Có gì thường bắn sang đâu ta? Vấn đề là bắn sang đâu mới được. À, đằng kia. Nhìn hoài mới thấy. Đó, đúng rồi, đúng quá chuẩn luôn. Đó, phải lên eo. Lên. Mà cái này mới nguy hiểm mà, công nhận. Té cái là dập mặt chết chắc luôn. Wow, lên.
Thật sự là mình chỉ đi theo chỉ dẫn mà mình cũng không rõ là tại sao mình phải lên đây làm cái gì. Và nó bảo là mình phải qua tốt bên kia là thế đéo nào đúng hơn. Và vẫn đang cố gắng tìm đường. Nhiều lúc mình cũng ngáo ngáo thôi, mình cũng không biết đường nào đi đi. Còn nhiều lúc mình đi, ồ, kiểu như là nó có đường ở trước mặt cho mình đi luôn rồi. Tới giờ vẫn phải đi tìm hiểu là nó nằm ở đâu và hướng nào để qua được chỗ đó. Ê, 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 cái gì đây? Ê, nó kìa. Cái dây thừng này không ta? Ồ, quá hay quá hay. Ui sao không được ta? À, còn chỗ nào nữa không ta? Túi trên kia lận. Ồ, má kéo ra. Giờ đừng nói là phóng một phát qua kia nha. Đù, gì mà không té. Cái này mới ghê nè. Ôi. Ôi lạy hồn. Nhiều lúc nó giật cả mình luôn. Nhảy bừa một cái là té luôn. Lạy hồn. Đó, đi, bình tĩnh. Đó, phải vậy chứ. Xích vào trái. Đó, đúng rồi. À, quá đẹp luôn. Ơi. Má, nhiều lúc bấm nhầm cái nó rớt xuống liền, giật cái mình luôn. Game này nó kiểu như vậy, mình cũng không thích cho lắm. Nó không có cản mình lại giống như Assassin's Creed. Đi mà từ này, ngày nay có một cái thằng đang đi ra. Để mình đợi nó ra, cái đang mình giết nó luôn. Nhanh gọn lẹ. Đó, quá ngọt. Sát khẩu kiểu mới. Đó. Ôi, nó đứng nhà còn làm gì cái mình luôn. Qua. Đúng rồi, nhẹ gọn. Nó nhỏ này leo trèo hay thiệt. Mình con dây nhiều lúc mình còn không làm như vậy. Nãy chứ. Đó, quá đẹp luôn. À, ngay đây có sự gì thường rồi. Đó. Ôi. Tụi nó phát hiện lại. Má nó anh kia kìa, thấy mình rồi. Nó thấy mình rồi. Headshot. Double kill. Đâu, vẫn còn một thanh niên nữa. Triple kill. Quá ngọt, ba cái headshot liên tiếp. Để luộc đồ nè. Mình phải vụ luộc đồ lắm. Ở đồ đây. À, kia. Để mình ráp đồ, mình chọn nó cái đã. Ôi, chọn tới đâu nữa. Nổ đi. Đó, một thằng. Còn anh em nào nó muốn ra, nó ra luôn đi. Hai thằng. Có thanh niên vẫn chưa chết là sao? Má. Ba thằng. Ui. Để lấy đồ ra. Kìa. Nắm đông cô hả? Má. Về nấu canh ăn. Sao nhiều đồ nhiều em. Má còn thanh niên nữa kìa. Mình nhắm cái đầu cho chắc. Đù má, mình bắn like a boss luôn á. Rồi đó, ba thằng. Quá ngọt. Bố lộn, 4 thằng, 5 thằng gì chứ. Không, cái này không cần cho lắm. Mình đang cần cái độ dưới. À, cái đó đạn hay gì á. Ê, bay.
Ủa hay là mình phải nhảy vô chỗ này. Chỗ này ta. Ủa chỗ nào cũng được mà phải không? Hình như là vậy. Oh yeah. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không biết còn ở đây không nữa. Nhưng mà có đồ đây mình lột rồi, mình cứ lột thôi. Đồ anh lấy hết. Ok. Còn ai nữa, mình tự chọn cái chơi vui. À đây, đây cái đường lên đây, mình tưởng hết đường lên rồi chứ má. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy có đường lên như đây. Ủa mà thanh niên chết rồi nè. Ủa đồ cũng giấy gì còn. Này đạn thôi, mình hết, mình không có dùng đạn nhiều cho nên nó cũng không vơi đi tí nào cho lắm. Hình như quay trở lại chỗ cũ thì phải. Ơ nó cũng khác mẹ gì đâu. Rốt cuộc chỗ đó nằm đâu trời. Hát não nhau à. À lên chỗ này, lên chỗ này, lên chỗ này. Má, mấy tí nữa đi lộn được rồi. Má tao kêu mày bám lên cái thang chứ mày bám cái tường đâu mà ghê vậy. Lớn luôn. Có bó gì đây nè. Ok. Mình nghĩ là mình đu qua cái nhẹ đi. Đường hay quá. Croft, are you there? Ủa mình đi đúng đường không trời. Nhưng mà có cái đoạn casino thấy hiểu rồi nha. Compound new gear acquired. Như lên chỗ này thì phải. Đó đúng luôn. Nắm đồng cô là đây. Ủa sao đi hấp lại nhìn cứ ghê ghê thế đéo nào. Let's crack it open. On it. Má, cháy nổ gì đây. Nhìn cái váy ghê ghê nhờ. Đồ đây bố. Đù. Còn cái nào không ta? Lại đây, ngon lại đây. Lại đây, nhắm. Ôi sợ mắt này mắt thần đầu nó độ nhìn phát thấy luôn. Ông ho ra dí nó luôn cho lẹ. Má thiệt tình luôn, làm gì cho lẹ. Đứng nhìn hoài thì cũng kỳ. Vãi cái stealth kill. Miễn là mình không kích động ra cái tiếng là được rồi. Nghe nó vẫn ứng tới là stealth kill. Mặc dù là mình đánh nó ngay mặt vậy đó. Cái này có gì đây ta? Máy phát điện ha. Chả biết phải làm cái gì đó nữa. Mà cứ loot đồ hết của tụi này đi. Má đồ có công dụng thì cứ loot. Đạn vừa một đống luôn. Rồi tới giờ mình vẫn chưa xài gì nhiều. Toàn cần kinh nghiệm cái kiểu mà. À rồi hiểu. Cháy nè. Nổ đi nè. Có sao nhà hào vậy? Hồi nãy nó nổ một cái đùng, mình tưởng mình mém chết luôn rồi chứ bây giờ nó nhổ nhẹ hào luôn. Ôi ôi bay. Đây. Ôi. Lại đây, ngon lại đây. Mấy thanh niên chết cháy mà con bắn được là tao bái mày sư phụ. Đó, quá ngọt. Vẫn còn một thanh niên. Thanh niên ngáo ở đây. Ngáo đá nè, đó, ý. Thanh niên nữa. Ngáo đá nhiều vậy. Đó, quá ngọt. Má đẹp quá đi thôi. Không ngờ tới một ngày mình bắn cung như thần thánh nha. Mình cũng không hẳn là thần thánh nhưng mà kiểu như bắn thì cũng trúng. Chủ yếu là có trúng là được rồi. Đỡ hơn không trúng. Ý. Quốc mẹ luôn đi. Ô, tiết kiệm cung nè. Đó. Đúng rồi. Bỏ ra. Ai cho mày bắn. Ôi. Nó thanh niên nào chơi kỳ vậy.
Đéo gì ghê vậy? Cháy gì ghê vậy? Mình nhớ đứa tú đằng kia phải không ta? Ăn nè mày, ăn nè mày. Get out here before we all burn. Chạy 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 chạy. Ủa sao đông vậy? Sao mình chạy được ta? Mấy thanh niên bắn. Sao tụi bay không chạy đi, tôi còn chạy nữa. Hả? Lấy đồ à, lấy đồ à. Không biết chúng ta còn thời gian để đi ra khỏi chỗ này nữa không? Đạn vừa không à, toàn là đạn. Hết đồ rồi. Mình nghĩ là mình nên chạy ra khỏi chỗ này trước khi mình chết cháy trong đây. Mình cũng không muốn chết cháy cho lắm. Không phải là cho lắm mà là mình không muốn luôn đó chứ. Ôi vãi mấy thanh niên. Ôi thanh niên này vẫn còn đang cố gắng thôi mày. Đang cố gắng. Này thì cố gắng. Chị mày đã ra tay thì mày chết chắc. Ôi có xin luôn rồi. Confirmation, what the fuck? Yes sir. Fan out. What the? Tổng đọc thử rồi. Ôi ôi. Cái thanh niên này cho bò vậy? Ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Ôi. What the fuck? Cho bò vậy? Nói bọn chưa chết sao? Nói cái đéo gì nó cầm kia không được chờ. À đây chết rồi nè, chết rồi. Ôi ôi, thanh niên chết cháy. Ồ, có thanh niên ngáo là đây. Ngáo đá chết cháy rồi, thanh niên cũng chết luôn rồi. Làm sao đi thoát ra chỗ này trời. Rồi đây, chúng ta đưa đường ra, rồi. Đi, lẹ, chúng ta sẽ chết cháy rồi. No. The fuck. À đây, cung. Đó, quá ngầu luôn. Seem to be making a habit of saving each other. Thanks. I'm glad you're okay. Is that the way through? Yes. There'll be more of them inside. We don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste. Vô hầm mỏ với thằng này. Và rồi mình cũng rõ ràng là biết là cái thằng này đã tới được cái khu ngôi làng của nó chưa nữa. Nhưng mà có vẻ nó vẫn còn đang xuất hiện chỗ này và mình phải đi gặp thằng này một lần nữa và nó cứu mình. Hay á. Có khi nào một chuyện tình sắp chớm đỡ giữa thằng này với con này má. Nhỏ này cứu thằng này cứu thằng này. Quá hay. Hay đó, chuyện mới. Doesn't sound good. Khu này nhìn cũng ghê đấy chứ. Làm nhớ là cái hầm mộ trong Gata 5 cũng có cái hầm mộ. Các bạn phải tới cái chỗ nào đó, mình cũng quên tên rồi. Nhưng mà nó cũng giống nái như vậy, là nhỏ xíu và tối hôi thôi. Nó kiểu như một Easter egg luôn rồi đó. Các bạn có thể truy cập vô đó được thoải mái. Mình không nhớ chỗ vô thôi. Nhưng mà theo mình nhớ là nó vẫn còn có cái cửa hổ cho mình vô, chứ bạn chỉ cần phá nó là các bạn vô được liền. Ôi, ôi bị kẹt rồi, thấy đéo nào. Ôi có ai nữa kìa. Ôi chạy đi, còn té nữa. Sắp chết rồi. Ê, thằng số chơi cấp nhỏ vậy, đi đường nào. Ê, giờ còn có được. Không đi được cũng lạ. Ôi. Hoành quá.
Can you hear me? Ê, chúng ta được một cái skill boy mới nữa nè. Ê, chúng ta chỉ cần nâng cấp cái skill boy này với skill boy hồi nãy là chúng ta ủ gì. Rồi chúng ta thể lên một cái skill tier mới. Mình có thể unlock cái dãy thứ hai. Ồ, và cái chỗ này có vẻ đông. Để coi RT với RB. Mình cũng không rõ. Right trigger. RB right. À, nếu mình bấm RB nó sẽ bắn độc vô người đó. Ê. Nó có vẻ khả nghi rồi, nó có vẻ khả nghi. Oh shit. Không có cái gì để chọi sao? Mình phải lên tốt đằng kia nữa kìa. Chết chết mẹ nó, nó phát hiện rồi. Ôi. Mà lấy súng nó bắn đi. Ai. Ơi, fucking for real. Mẹ, nó chọi bom mới ghê chứ. Ôi, súng mới đó reload là sao? Mẹ, súng made in China rồi. Ôi, bom hoài vậy? Mẹ thanh niên chơi bom không vậy? Lát để mình phải nên giết thằng kia luôn rồi. Không thanh niên, lên tường. Ôi, vẫn chưa chết là sao mày? Mình vẫn đang cố gắng one shot, one kill. Mà có vẻ như này nó vẻ hơi khó khăn đó nha. Rằng tụi này vẫn cứ chạy tùm lum la. Là mình náo cả lên. Ném chết luôn đấy chứ. Mà làm cách nhanh nhất thì chỉ có thế như thế thôi. Là bắn tụi nó thôi chứ sao giờ. Ok đây. Có cái máy ở đây. Thằng máy chứ. Phải. Mình phải đợi nó xuống hay gì. Oh shit, now what? Giờ sao? Mẹ, trước sau mình cũng hiểu mà. Nhiệm vụ của mình đó. Má, đằng nào cũng phải đi lên chỗ đó. Maybe it's cursed the rope. Cái gì đây? Đen. Ồ, mà đá nè. Hàng chơi nè. Cut the rope hả? À, hình như chúng ta thử bắn phá được cái cùng này không ta? Được. The rope kiểu gì ta? Ồ. Mình vẫn chưa hiểu cho lắm. Là đang lên nó phải có cái gì đó để bây giờ mình bắn được chứ nhỉ? Hoặc để mình bám lên được chỗ đó. Vẫn đang suy nghĩ. Game này chơi phải một hồi phải vận động não trí tuệ lên. Suy nghĩ vô. Chỗ này lên không được ta. Kỳ nhờ. Sao chỗ đó lên không được nhỉ? Lạ. Chỗ này phát sáng là sao ta? Ngu. À đây. Hiểu rồi. Chúng ta hãy đẩy chỗ này lên, chúng ta bám lên trên được. Hiện chi mình thấy mình phải lên được chỗ trên. Sao chỗ gì phát sáng vậy ta? Gì phát sáng vậy? Đó, quá đẹp. Combat này, chúng ta có combat này mới rồi. Mới nhìn giống mấy con dao bayonet trong CSGO ha. Vãi đái thật. Rod curve, press nearby to cut the rope. Game mới, cut the rope. Ooh, like a boss. Đây có đồ nè. Đó, dao tay. Mình phóng thẳng qua đó luôn cho rồi. Đúng rồi, quá ngon. Gonna find a way up. Cái này chúng ta phải bám được. Rõ ràng là nó bám được. Thì chúng ta phải bám cái băng được một phút không ta?
Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà để mình chèo lên đây thử coi. Biết đâu được. Đúng rồi, chèo lên băng được nhá. Má trò này chơi một hồi phải mới suy nghĩ ra được trò này, thú vị phết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đã tìm được đường ra nhá. Thay vì chúng ta đi đường cũ, chúng ta đi một cái đường này nó có vẻ như là nó kích thích suy nghĩ hơn. Đó, cuối cùng chúng ta lên được. Hay quá, để ăn kinh nghiệm rồi đó. Comrades. Rồi, rồi từ từ, không thấy gì đâu thì phải. Số tàn những cái thứ đồ mình không thể ăn được không nhỉ? Gì đây? Cái XX đó là cái gì mình cũng không rõ nữa. Nhưng mấy cái này là New base camp discover. Ơ mình có hai cái skill rồi nè. Để mình nâng cấp skill rồi đã. Roller hand to hand combat. Thick skin, take hurt, less damage. Này đi. Increasing timing window of a dodge counter and natural weapons. Dodge kill mà ít khi nào dodge kill lắm. Mình thôi kệ, không sao. Survivor hình như mình chưa đăng cái gì hết. Be part of the prophet's lost city. Not get out from craft the handle. Is true. You must be the divine source. Could it really be here? Life would land safely without damage. Hey. Mình hay nhảy từ trên cao xuống, mình nên nhảy là mình đang bone XP from survival cache document relic and challenge. Fight challenge subject more easily. Ơi cái này mình được nè. Đó, hình như mình unlock được cái thay thứ hai nè. Đúng rồi, unlock được title thứ hai rồi. Ok, và cái này là kiểu như các bạn được nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Ê, từ từ, hình như mình có cả cái upgrade mới dành cho vũ khí nè. Súng lục hả? Súng lục cái thứ mà mình ít xài nhất luôn á. Thậm chí mình còn rút ra nữa. Để mình nâng cấp cái chai súng này thử coi. Equip cái đây tăng đam ấy được nè, bố thích tăng đam trời luôn. Ok, mình nghe là chúng ta nên đi tiếp đi ra khỏi chỗ này. Ôi, break through the door. Ơi bài. Nhìn chỉ có hai thằng thôi phải. Đó, thằng kia nó vẫn không biết, Stealth kill. Nhưng vẫn không có thằng nào đâu đây. Thì mình wrap đồ rồi nè. Trời, thằng này cho vui. Sẵn tiện hình như phá luôn cái tường hay sao. Ơ hình như nó phải này không phải là kia mà là nó là vòng khói. Giờ mình mới để ý là nó bông khói phải bông gì. Đó, quá ngầu. Like Assassin's Creed luôn á, nhìn giống Assassin's Creed rồi á. À, quên lút đòn này. Ê, má còn nữa. Nó ném mình quên bên phải mới ghê chứ. Molotov. Nó sao đông quá vậy? Tốt đằng kia lần sao? Đù. Chúng ta có cái cho nó chú ý rồi đó. Ơi nó thấy mình rồi, thấy đéo nào. Má thanh niên gì mắt trâu bòi vậy. Má thanh niên đợi mình kết liễu sao? Ơi cái này vui. Đó, upgrade skill available. Có cái nào mà nâng cấp một cái là mình có thể kiểu như mình giết được nhau nó là kiểu như là mình được nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Ôi. Đó, headshot. Ủa không headshot chưa chết nữa sao? What the fuck?
Nó có mấy thanh niên cho bò vậy luôn. Ê, bắn đại vô hết rồi kìa. Má vãi đái thật, vãi đái. Má cái này nó khó bắn ghê nha. Nó nhiều lỗ này muốn stealth lắm á, nhưng mà tụi bay cứ bắt tao phải giết tụi bay. Rồi thôi lỡ cũng đành thôi. Nếu như tụi bay muốn thì tao sẽ chiêu. Mẹ, tao loot hết. Có gì loot hết. Nó này toàn mấy cái đồng các lẻ không à, có gì đâu. Đây có cái nguyên thùng bự đá này nè. Mở lô anh, mở lô anh. Crafting tool, new gear acquired. Upgrade tool to unlock new type weapon upgrade. Ồ đã vậy. Để lát thử rồi, đây lát thử. Nói chung là cái đi chôm đồ chứ để tao lát tính sao. Và trong đây nó còn cái giới hạn đồ đạn nữa. Không phải cái gì nó cũng lấy được hết. Đồ đồ đồ, cái này mới ghê nè, cái này mới ghê nè. Ồ, mấy cái phong cảnh đẹp kìa chứ. Nhưng mà cái này ghê vãi lờ ra luôn đó chứ. Ghê vãi đái luôn. Ồ, mới nhìn đẹp hơn nhưng mà phải công nhận nhìn đẹp thiệt. Tôi thích con này đó. Con này nhảy xuống không ta? Someone tried to get through this door before. Someone tried to get through this door before me. Làm sao để chúng ta có thể mở cánh cửa này ra ta? Đó, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Ồ, 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 cái xe. Chúng ta phải vô nhanh, nó sắp tù rồi, sắp tù rồi. Mà mình mỗi lần mình vừa nhảy một cái là mình thấy nó đã không an toàn rồi. Nhưng mà nhỏ này vẫn dám dậy, tại vì nếu mà trọng lượng của mình mà tính nữa là có thể là bao là sẽ sập. Vẫn may mắn là nó vẫn không sập. The truck anchored to that door. Might be heavy enough. À rồi, hiểu. Có nghĩa là cái xe tải này đủ nặng, có thể là nó sẽ khiến cho cái này nó khiến cho cái cửa kia mở ra và chúng ta phải bắn vô cái này. Đó. Và chúng ta phải kéo. Ê, cái bay. Mình từ từ để mình hạ lại bắt để cái xe ra. Mình phải có cái gì đó gắn vô cái xe mới được chứ nhỉ. Chứ đâu có đơn thuần là biết là phải muốn kéo cái xe rồi, nhưng mà làm sao để gắn vô thì nó có vấn đề. Chơi cũng phải suy nghĩ nhiều phết. Ủa, vấn đề là làm sao? À, cái xe tải này hả? Xe tải này hay xe tải nào trời? Cái này rắc rối nha, hát não rồi nha. Gì đây? Ôi, có vụ đẩy xe nữa nè, đẩy hình như mình đẩy này xuống dưới được không ta? Mình cũng không rõ nhưng mà nó có chỗ đẩy thử coi. Adu, mình lỡ mình đẩy nó mất tiêu rồi. Không biết nó có cái gì không ta? À, kiểu như mình cắt cái này ra để lấy đà cho cái này. À, hiểu rồi. Lấy đà thôi, cái này chỉ lấy đà thôi. Đó, giờ mới cắt là đó, đúng rồi. Đó, quá đẹp luôn. À đù. Làm sao mình quay trở lại bên kia trời. Đấy, đúng rồi, tranh vào vừa gặp. Oh, shit. Ừ, chúng ta đã mở được đường mới luôn rồi. Được ngay. Đấy, nó mở đường cho mình luôn nè. Vãi đái thật. Cái gì đây? Nó vãi bức tượng. Chúng ta còn một. Đâu mà chúng ta phải tới được bên kia và chúng ta mở được cái cửa còn lại. Cho nên cái thứ trong bên trong cái cửa đó phải đáng giá. Thật sự là đáng giá.
Tại vì mình bỏ rất là nhiều công sức để làm cái quần què này. Ê, cái gì nè? Ủa lấy không được hả? Nắm, mình tưởng là nắm. Ờ, à, lấy được nhưng mà full rồi, mình không lấy được nữa. She's there by mural, open fire. Oh shit. Nữa hả? Ồ, một em, quá hay. Hai em, còn em nữa, luôn. Ây da, trời, bắn hàng lần trước, trúng hàng lần sau, vãi đá vậy. Tao không cố tình nha, xin lỗi, xin lỗi. Cái mắt này cơ. Má thiệt tình luôn hả thanh niên? Thiệt tình luôn hả? Từ từ lên mình hồi, hồi máu rồi đó. Mấy thằng kia bắn rác quá mới đi thôi. Mình không có thể xử lần này được. Nó có lúc nào kết liễu nhanh nhanh tí để mình có thể xử lý mấy chuyện khác. Tại vì trong những lúc mình bắn như thế này á thì nó là hơi rắc rối. Mà đời bù lại mình thích là bắn cung hơn. Bắn cung bắn đã hơn nhiều. The fuck is that? À, đồ 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 má tên điên. Mấy gì đâu ra tận mấy thanh niên cho bò vậy. Hết đồ là thấy đéo nào. Ủa, coi như mà còn đạn hơn quá. Nhưng mà sao tụi nó đông quá vậy. Trả lại trực tiếp luôn. Ôi. Má nhiều lúc đông vô bất cập nhiều. Bất ngờ, đỡ không kịp. Nhưng mà có đạn được cái súng được súng AK. Hơn là cái nãy mình tăng đam nữa. Là mà bị cái là mình hết đồ. Hết đồ để craft chứ không mình cũng chọi đồ vô người đó rồi. Ok, chúng ta nghĩ là chúng ta xong rồi. Ê, đây có cái thùng gì nè. Bó đạn nhưng cái đồ này full hết trơn rồi. Có nhưng mà mình cũng không có lock gì nhiều cho nên tạm thời chỉ chưa. Cannot translate. Translate được tôi con mày. Ồ, đây. Mấy cái đường này ghê vãi lên. Đó, bám lên, mẹ. Mấy em này rớt xuống cái bẫy mẹ rồi. Ghê vãi. Nắm đông cô, làm nấu canh ăn. Cái gì ở đây đây? Avid Learner. Oh, a fighter's word. Ê, mình được 35 SP lận. Kiểu như cái mỗi lần mà mình lấy được cái gì là mình được tới 35 SP. Hay gì hồi trước là hình như 15, 20 gì đó. Đó, quá đẹp. Má đi cho chắc ăn. À đây, mình bắn. Kéo ra. Sức người rất là cho bò. Ơ hình như ngõ cục rồi, thấy đéo nào. À đây. Má tụi mình tưởng ngõ cục chứ. Ơ hình như mình lên là chỗ hồi nãy, what the fuck. Ủa má sao cho bò vậy? Ê! Má tên đi ngáo ở đây. Tự chọi tự chết luôn man. Đó, ây da, đau. Đau quá. Ở đâu ra vậy? Bạn nào chơi kỳ vậy? Nhưng nào chơi ác vậy? Đâu hết rồi. Má ta hủ sẵn luôn rồi nè. Má thanh niên có vẻ là thanh niên ngáo nhất mà mình từng gặp. Rồi, đi tới đây rồi. Coi có phong vũ này rồi. À, chúng ta tới chỗ cũ hồi nãy rồi.
Hồi nãy nó có cái đồ bắn mà sao giờ hết rồi? Sắp mở rồi. Đằng kia, đằng kia, đằng kia. Phải có đường lên chỗ đó nha. Mình nghĩ là vậy. Chắc chắn phải có đường lên. À đây, vừa nói luôn. Chắc chắn, tất nhiên là phải có rồi. Mình kiểu như đập vô mắt mình là mình thấy nó đầu tiên. Nếu các bạn như các bạn đi có thể một đi lên chỗ nào trước cũng được thôi. Không được là không được. Missing gear chúng ta phải có lockpick. Đây từ từ mình vừa thấy cái gì đó thì phải. Lockpick. Đây như phải có lockpick không ta? Hình như không. Đây đài nhảy coi. Hình như là đúng rồi đó. Đó, quá hợp luôn, quá hợp luôn. Trời ơi, chưa cái này mới căng nè. Đồ 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 đồ, phá cái cổng ra, phá cái cổng ra. Vẫn chưa phá được là sao? Mình cũng không rõ mình nên đi hướng nào nữa ta. Hướng nào nữa ta? À đây đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê ê ê, bay 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 bay. Má mém được mình té dập mặt rồi. Má cũng hơi là giữ lại. Má mém được tí té rồi. Mình là thật. À đây 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 đây. Chúng ta phải đẩy, chúng ta phải đẩy. Đẩy đi em, đẩy nhiệt tình lên. Đẩy nhưng chưa bao giờ được đẩy. Mình đây có dốc nữa mà, đẩy nhẹ nhẹ thôi cũng được rồi. Nó rớt xuống cuộc đủ chết rồi. Nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta phải kéo cái gì nữa không. Tại nó có đạn như thằng Dash Shoot World. Bây giờ sẽ bắn vô cái chỗ nào nữa không ta. If I can bring down that crane, it should be. Vậy mình không nghĩ là nó chỉ đơn thuần là đẩy. Vậy có cái gì để gì? Để kéo nó vô. If I can fill that bucket. If I can fill the bucket, it helps to bring down the crane. Ah, that bucket. Right, that should work. Mình nghĩ là nó should work là đúng hơn rồi đó. La 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 la. Ơi, đưa kìa. Cái gì vậy trời, má. Sắp sắp chỗ này sắp sập rồi. Run for your life, bitch. Run run run. Ủa, ôi. Mình còn tưởng là té rồi chứ. Ôi. Tưởng GG luôn rồi. Ôi, hên quá, chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn chưa chết. Chạy tiếp. Trời ơi. Cái đéo gì vậy? Ôi. Hên quá, chúng ta vừa tới kịp lúc luôn á. Không hên. Of his people from the deserts of Syria. They settled in a hidden valley and built a great city. Kadesh. To protect the city and its people, the prophet raised an army of warriors. But what is this showing? It's not the divine source they're holding. Something else, but what? And his warriors forged for him an atlas, that the prophet might always know his city and its secrets. A map of the city. It could show the way to the divine source.